bán cây hoa hòe giống bạn ơi. Cái hàng hoa hòe này thì cao khoảng 1m, 1m2. Và đặc biệt là hàng để vận chuyển đi xa ấy, cho nó ổn định đảm bảo, nhà mình đã cho hết vào trong các cái bầu đen như này rồi, nên là cây nó không nhốc lên, nó không bị khô. Hai nữa là cái mùa bây giờ thì đang là mùa chút lá của cây hoa hòe thì trông nó như này. Còn bắt đầu là đây, là bắt đầu nó ra các cái lớp lập các thứ rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây hoa hòe thì vui lòng alo 097 797 3535 bạn ạ. Cảm ơn bạn.